Ơi, Duyên xin chào các bạn. Hôm nay nghiệm thu dầm sàn mái cốt thép dàn giáo cốt pha văn khuôn, và anh em đã thi công xong rồi và chuẩn bị cho đổ bê tông tươi các bạn ha. Thì ở đây sàn của mình có kích thước 4 x 17 m và hệ thống đa sàn đã hoàn thành xong. Ở giữa này sẽ có một cái ô giếng trời ở kích thước lọt lòng 700 x 1400. Đây, và mình cho đổ bê tông thành luôn ha. Đó, trong này mình đi một lớp sắt phi 10 à 100 các bạn ha. Đó, mình đổ bê tông thành của cái ô giếng trời này luôn để cho đảm bảo. Và cái ô giếng trời này mình cũng sẽ đi đà gắn bốn góc, bốn cạnh của ô giếng trời đều mình đi đà hết ha. Đó, đây là cái điểm sung yếu nhất ở trên khu vực sàn mái của khu vực nhà phố. Hợp đồng của công ty với chủ nhà sắt là dùng sắt Việt Nhật. Sắt Việt Nhật thì các bạn để ý là có hình bông hoa bốn cánh như này. Đây là ký hiệu của hãng Việt Nhật ha. Đó. Còn đây là CB3, CB4 là mác cường độ của thép. Đây là đường kính của thép ha. D16 tức là đường kính 16. Toàn bộ đà khu vực sàn mái ở đây thì mình đi 200-300 và 6 cây phi 16 xuyên suốt không cắt các bạn ha. Đó, 6 cây phi 16 chủ lực chính không có cắt. Còn sắt sàn thì mình đi 2 lớp. Mình đi 2 lớp liên tục, lớp trên và lớp dưới. Khoảng cách là A200 và đi so le. Đó, các bạn đi so le thì các bạn đi cây trong cùng này. Đó, cây trong cùng này sát đà vào ha. Nó sát đà vào thì đi là khoảng cách là 10 hoặc là 5 thôi. Đó, các cái sắt sàn các bạn xuất phát từ cây đá là chỉ có khoảng 5 đến 10 phân thôi. Đó, là sau đó khoảng cách 200 và mình sử dụng cái con kê bê tông để kê cái lớp bảo vệ bên dưới và lớp bảo vệ bên trên, hai lớp thép hoạt động độc lập với nhau, cho nên là mình sử dụng con kê H7 và con kê H2. Ở đây các bạn thấy mình làm cái ván khuôn độ G lên 10 phân nhằm mục đích là ổn định cho sàn mái. Sau này mình đổ bê tông tươi xong là mình bảo dưỡng, ngâm nước. Có cái bơ này để ngăn nước, mà chúng ta ngâm nước toàn bộ, ngâm nước trên này bảo dưỡng và tránh hiện tượng bị xé nứt ngang gây thấm công trình. Đó như cái trường hợp cái nhà đấy các bạn, nó là hệ thống đa này, đa chạy ngang và xây tường lên thì nó bị xé ngang như vậy. Thì mình phải dùng cái biện pháp này để khống chế cái bị nứt ngang chân tường. Đó, toàn bộ mình đi xung quanh đều đổ G lên 10 phân các bạn ha. Đó, và khu vực giếng trời là khu vực sung yếu nhất của ngôi nhà phố, cho nên chúng ta đổ bê tông và chúng ta đi đà gắn thật là chắc chắn các bạn ha. Đó, và khi mà chúng ta làm sân mái và đổ bê tông và sát nhà hàng xóm thì chúng ta phải dùng bạt để che lại, dùng bạt để ngăn cách giữa hai nhà lại với nhau, không cho dính với nhau ha. Đó, che chắn cẩn thận, dùng bạt che để không cho vật tư bay vướng qua sang nhà hàng xóm. Đây có ống thu sàn này ha. Đó, các hộp ghen kỹ thuật thì mình tăng cường bằng cái sắt và ống thoát sàn mái. Mình đi sàn luôn các bạn ha. Sau khi làm xong thì các bạn nhớ tưới nước, vệ sinh sạch sẽ. Và trước khi đổ bê tông thì chúng ta đổ hồ dầu tại các cái chân cột và tưới vệ sinh sạch sẽ, và chúng ta bơm bê tông lên các bạn ha. Đó. Ở đằng xa kia là công trình chuẩn bị bàn giao của công ty nhà sân Việt Nam.
là nhà phố lật tầng 3 tấm các bạn ha. Đó, và đây là công trình kế tiếp. Rồi, Duyên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những công trình tiếp theo.